Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 10 thông báo đã giành được quyền kiểm soát thành phố Gorniak và hai thị trấn Keterinovka ở Donetsk. Tuyên bố cho hay các đơn vị của nhóm chiến đấu Tensor đã giành được thành phố Gorniak tại Donetsk thông qua các hoạt động tập kích tích cực. Gorniak nằm cách Kurakovo 17 km về phía đông bắc và cách Senidovo 11 km về phía đông nam. Một tuyến đường sắt quan trọng chạy qua thành phố tiếp tế hậu cần đáng kể cho lực lượng Ukraine ở Donbass. Ngoài ra, khu vực này còn có một số mỏ than lớn. Việc Nga giành được Gorniak sẽ tác động mạnh đến ngành công nghiệp than của Ukraine. Lãnh đạo khu vực Lyhkhy Donetsk cho biết, Gorniak nằm ở một khu vực cao nơi lực lượng Ukraine đã thiết lập một tháp tiếp sóng. Chính quyền Ukraine đã sử dụng tháp này cho mục đích quân sự và cố gắng gây nhiễu tín hiệu truyền hình và radio của Nga. Các đơn vị của nhóm chiến đấu York đã giành được Katerinovka trong một nhóm chiến đấu vô tốc kiểm soát Dobrovolnai. Katerinovka nằm cách Vudilai 12 km về phía đông bắc và việc giành được ngôi làng này sẽ giúp Nga bảo vệ được sườn của nhóm quân tiến công từ hướng Parakovivka và Kostantinovka. Sau đó, vào cùng ngày, Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm thành phố Solidovo ở Donetsk nhờ nhóm chiến đấu Tensor. Solidovo là một thị trấn nằm trên tuyến Solidovo, Novogorodka, Grodokka. Qua đó, quân đội Nga sẽ tiếp cận Vorok, một trong những thành trì lớn nhất và có tầm quan trọng chiến lược nhất đối với Kiev ở phía tây Donetsk. Ngoài ra, từ Silivovo, Nga sẽ có thể tiến hành một cuộc tấn công vào phía sau nhóm Kurakhovka của lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó, Nga đã xếp vòng vây quanh thành phố này để lực lượng Ukraine vào trung tâm. Giao tranh đường phố dữ dội diễn ra ở các khu vực cao tầng cho tới khi Ukraine phải rút quân. Lực lượng Nga cũng đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng sân bay của không quân Ukraine và một trung tâm chỉ huy cho các hệ thống UAV. Không quân chiến thuật máy bay không người lái, tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh từ các nhóm lực lượng vũ trang Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng sân bay của không quân Ukraine, một trung tâm chỉ huy UAV của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cũng như các khu vực tập trung quân và thiết bị quân sự của đối phương tại 139 khu vực, tuyên bố cho biết. Nga tuyên bố, kể từ khi chiến sự bùng phát, Ukraine đã mất 647 máy bay, 283 trực thăng, 34.783 máy bay không người lái, 584 hệ thống tên lửa phòng không, 18.902 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.481 tổ hợp pháo phản lực và tên lửa phóng loạt, 16.927 đơn vị pháo binh và súng cối, dã chiến cùng 27.720 xe quân sự đặc chủng. Đà tiến của Nga trong thời gian qua cho thấy những khó khăn mà quân đội Ukraine vấp phải ở miền Đông, nơi họ phải đối mặt với quân đội Nga đông hơn, được trang bị tốt hơn. Moscow đã kiểm soát gần như hoàn toàn Lugan và đang hướng tới mục tiêu giành được Donetsk từ tay đối thủ. Nga đang mở rộng phạm vi kiểm soát giữa Vulida và Kurakovo, đồng thời phát triển từ Tushiruno về phía tây, hình thành hai gọng kìm để tạo một trào lửa khổng lồ bao vây toàn bộ lực lượng Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục tấn công hướng tới tuyến đường H-15. Các video định vị, định lý cho thấy lực lượng Moscow đã tiến xa hơn về phía bắc và hiện thậm chí còn tiến gần đến Yasa Lonina tại Ukraine. 1/4 diện tích thị trấn được cho là nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và tại Bohoyavekana, họ kiểm soát khoảng 85% thị trấn, quân đội Ukraine không thể ổn định tình hình. Theo các nguồn tin ủng hộ Kiev, lực lượng Moscow hiện kiểm soát 100% Gorniak ở sườn phía nam trong cuộc tấn công hướng tới Povod, trong đó các tuyến đường cuối cùng dẫn vào Kurakhovka có thể nằm dưới mưa hỏa lực Nga. Quân đội Nga cũng đã có thêm nhiều thành công ở Sukunio, chiếm hoàn toàn thị trấn và đồng thời tiến xa hơn về phía tây. Tại Selidovo, lực lượng Moscow hạ gục được các vị trí cuối cùng trong làng. Sau 14 ngày giao tranh, trận chiến giành Selidovo đã kết thúc. Ở Torres, quân đội Ukraine được cho là đã thành công trong việc chiếm lại hoàn toàn Sabanka. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm.
Lực lượng Moscow đã vạch ra mục tiêu theo hướng Nam Donetsk và đang tiến tới mục tiêu đó sau những thành công ấn tượng ở phía Bắc Gurakhovo, ở Solidovo và Konyak. Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc di chuyển ngoạn mục không kém ở cánh Nam. Việc chiếm được Bohoyakovenka và Saktasi và cuộc tấn công vào Saktasi là một điều hoàn toàn bất ngờ đã làm rõ kế hoạch chung ở khu vực này. Kế hoạch của Nga nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát giữa Volida đã được kiểm soát và Kurakovo. Đồng thời họ cũng sẽ phát triển từ Surukiko về phía Tây. Hai gọng kìm đang hình thành để tạo thành một trào lực khổng lồ bao vây toàn bộ lực lượng Kiev trong một khu vực có diện tích rộng tới hàng nghìn km vuông. Nga ném siêu bom FAB-3000 tại mặt trận Kursk. Trên mặt trận Kursk, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc. Tại quận Glukovo, Ukraine đã công bố trực tuyến cảnh quay về một cuộc tấn công gần đây của một nhóm thiết giáp quân đội Ukraine hướng tới Novi Put. Một lần nữa, xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley đã xuất hiện trong một cuộc tấn công khai hỏa vào một trong những vành đai rừng. Lực lượng Kiev không thể chiếm giữ các vị trí này và chúng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Nga. Tại quận Grodno, một cuộc đụng độ theo vị trí vẫn tiếp diễn ở khu vực Lyubomorka. Do thiếu cảnh quay và thông tin từ hiện trường nên vẫn chưa thể làm rõ tuyến tiếp xúc hiện tại. Về phía quận Sudza, việc không quân Nga sử dụng siêu bom FAB-3000 để phá hủy các vị trí đối phương ở Derido đã được ghi nhận. Điều này xác nhận thông tin trước đó rằng lực lượng Moscow không giữ được khu định cư mà phải lùi về các vị trí ở vành đai rừng phía Bắc. Ở phía bên kia quận Sudza, một cú ra đòn hiệu quả khác từ UAV của Nga đã được ghi nhận. Lần này, một đoàn xe bọc thép đối phương đã bị tấn công gần nông trại Kholmakov với ít nhất hai xe chiến đấu bộ binh AFU bị vô hiệu hóa. Thời tiết cũng ủng hộ lực lượng Moscow cho phép UAV tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện. Nga đạt bước tiến lớn nhất kể từ đầu xung đột theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh. ISVK có trụ sở tại Mỹ ngày 28 tháng 10 cho biết, Nga đã giành được nhiều lãnh thổ ở Ukraine sau những thay đổi lớn trên tiền tuyến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine xung quanh thành phố Pokrov. Cụ thể, trong tháng 8 và tháng 9, Moscow lần lượt giành được 477 km2, 459 km2. Chỉ riêng trong tháng 10, Nga đã kiểm soát thêm 478 km2 lãnh thổ ở Ukraine, bước tiến lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Khoảng 2/3 diện tích mà Nga giành được, tương đương 324 km2, là ở khu vực Donetsk. Lực lượng Nga hiện chỉ cách Bobrov vài km, nơi họ đang tiếp cận từ phía Nam và phía Đông. Bước tiến này nhấn mạnh những khó khăn mà quân đội Ukraine phải đối mặt ở miền Đông, nơi họ phải đối mặt với quân đội Nga đông hơn, được trang bị tốt hơn. Quân đội Nga cũng đang giành được lãnh thổ ở mặt trận phía Bắc, kiểm soát hơn 40 km gần Kupiansk. Đây là thị trấn bị Nga chiếm giữ ở giai đoạn đầu xung đột và Ukraine đã giành lại trong cuộc phản công hồi tháng 9 năm 2022. Trong cả năm 2023, Nga kiểm soát thêm 584 km2 lãnh thổ Ukraine, trong khi kể từ đầu năm đến nay, Moscow kiểm soát hơn 2.660 km, diện tích lớn hơn Moscow. Tính từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, Moscow kiểm soát tổng cộng hơn 67.000 km2 đất Ukraine. Nhà máy vũ khí Đức ở Ukraine trở thành mục tiêu của Nga. Điện Kremlin tuyên bố nhà máy chế tạo vũ khí ở Ukraine của công ty Đức Rheinmetall là mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 29 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhà máy của Rheinmetall, công ty chế tạo vũ khí lớn của Đức mới đi vào hoạt động ở Ukraine chắc chắn là mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga. Rheinmetall cho biết đây không phải là lần đầu tiên Nga đưa ra cảnh báo như vậy, đồng thời khẳng định hoạt động của họ ở Ukraine được bảo vệ rất tốt. Hồi tháng 7 năm nay, Rheinmetall thông báo sẽ mở 4 nhà máy ở Ukraine. Lãnh đạo Rheinmetall ông Armin Papperger nói với truyền thông Ukraine rằng nhà máy đầu tiên dự định sản xuất một loạt xe chiến đấu bộ binh Lynx vào cuối năm nay. Theo ông Papperger, Rheinmetall dự định mở nhà máy thứ hai trong tương lai gần. Rheinmetall cũng có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất thuốc súng ở Ukraine, một nhà máy sản xuất đạn cho xe tăng cũng như cơ sở sản xuất hệ thống phòng không. Hồi cuối tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Natasin đã cảnh báo nếu Rheinmetall xây dựng các nhà máy này, chúng sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow.
Moscow cũng nhiều lần chỉ trích sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột, cho rằng những nỗ lực hỗ trợ Kiev chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp công nghiệp, quân sự, trong khi gây tổn thất cho những người đóng thuế ở Mỹ và Liên minh châu Âu-EU. Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu khả năng chiến thắng của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nguy cơ Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ cho Kiev nếu ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 10, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh việc Mỹ chấm dứt viện trợ cho Ukraine sẽ là chiến thắng cho Nga và là mất mát lớn đối với phương Tây. Tất nhiên, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi hiểu tất cả những rủi ro có thể xảy ra. Rủi ro lớn nhất sẽ chính là chính sách của Mỹ thay đổi. Tôi không chắc rằng cựu Tổng thống Donald Trump, nếu ông trở thành Tổng thống thực sự muốn thua cuộc theo nghĩa chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine, ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky cho biết ông chưa nghe thấy ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump bày tỏ ý định ngừng hỗ trợ cho Ukraine. Ông Trump nói rất nhiều, nhưng tôi chưa nghe thấy ông nói rằng ông ấy sẽ sớm ngừng hỗ trợ. Nhưng tôi đồng ý với các bạn rằng có những rủi ro. Đó là lý do Ukraine có kế hoạch riêng về cách tự củng cố sức mạnh. Điều này sẽ vô cùng khó khăn, ông Zelensky cho biết. Tổng thống Zelensky nhiều lần thừa nhận nước này sẽ thua trong cuộc xung đột với Nga nếu Kiev không nhận được viện trợ. Ông Zelensky cho biết Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược trong khi nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ. Ông thừa nhận Nga vượt trội Ukraine về hỏa lực, nhất là hỏa lực pháo binh vốn có vai trò then chốt trong cuộc xung đột hiện nay. Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022. Sau khi đã cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hơn 2 năm qua, nội bộ Mỹ bất đồng về việc tiếp tục viện trợ cho Kiev. Tổng thống Zelensky ngày 28 tháng 10 cho biết ông đã đảm bảo với các đại diện của Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển rằng Ukraine hiện không yêu cầu tư cách thành viên NATO mà chỉ cần lời mời gia nhập khối. Chúng tôi không nói về tư cách thành viên NATO của Ukraine hiện nay khi chiến tranh đang diễn ra. Chúng tôi chỉ nói về lời mời gia nhập NATO. Rõ ràng, lời mời gia nhập NATO không giống với tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo lại nói về điều đó như thể hai điều này là một. Họ được hỏi về lời mời, nhưng họ trả lời về tư cách thành viên. Điều đó không công bằng, ông Zelensky lý giải. Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước Bắc Âu làm việc với Berlin sau tuyên bố của Thủ tướng Đức về khả năng Ukraine không thể gia nhập NATO. Hãy làm việc với các đối tác khắp châu Âu, đặc biệt ở Berlin, để chúng ta có thể cùng nhau đạt được sự rõ ràng về mặt địa chính trị, ông nói thêm. Phát biểu với đài truyền hình Đức, vào ngày 24 tháng 10, Thủ tướng Đức đã bác bỏ lời kêu gọi của Ukraine về lời mời gia nhập NATO ngay lập tức. Một quốc gia đang có chiến tranh chắc chắn không thể trở thành thành viên của NATO, ông Scholz nhấn mạnh. Tuyên bố trên dường như là bình luận công khai đầu tiên của nhà lãnh đạo Đức về nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm với các đồng minh phương Tây, trong đó lời mời gia nhập NATO được đặt lên hàng đầu. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022 và vào tháng 7 năm nay, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã khẳng định con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới việc hội nhập hoàn toàn vào khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO. Tuy nhiên, Kiev chưa nhận được bất kỳ cam kết chắc chắn nào về việc gia nhập NATO trong tương lai. Ngoài Đức, quốc gia thành viên NATO khác là Slovakia cũng phản đối việc kết nạp Ukraine vào liên minh. Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết việc Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức là điều không thực tế. Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ý định gia nhập khối của Ukraine là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột. Moscow cũng cho rằng tính trung lập của Kiev là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững với nước láng giềng. Canh bạc của Ukraine tại Kursk. Một tướng cấp cao Ukraine thừa nhận khó hiểu với việc Kiev mở chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga ở Kursk. Tướng Dmitry Machenko của quân đội Ukraine nhận định cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào khu vực Kursk của Nga không có mục đích rõ ràng, mặc dù Kiev đã đưa các đơn vị tốt nhất của họ tới khu vực này. Tôi không biết mục tiêu cuối cùng của chiến dịch Kursk là gì. Việc tiếp tế ở đó nhanh hơn nhiều so với ở mặt trận Kupiansk hoặc các khu vực khác. Tôi không hiểu mục đích của việc này là gì. Để duy trì một số lượng lớn quân đội như vậy ở khu vực Kursk, bạn cần một nguồn lực đáng kể và bạn cần hiểu phải làm gì tiếp theo, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với cựu nghị sĩ Ukraine Bosilav Bezhonia.
Ông Marchenko cũng thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Nga đang dần đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực này. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300 km lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đà tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện trợ tới bắt đầu phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev khẳng định cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công của Moscow. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã chặn được Ukraine và đang đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất 27.500 quân và 177 xe tăng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk. Mặt khác, Ukraine đã buộc phải kéo bớt quân tinh nhuệ có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbass lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, tạo ra lỗ hổng lớn trong phòng tuyến. Nga đang chấp thời cơ và tiến nhanh về các trung tâm hậu cần và huyết mạch của Ukraine ở Donetsk. Trong những ngày qua, Nga liên tục tuyên bố giành thêm lãnh thổ ở Donbass. Nga nhiều lần cho rằng Ukraine đã đặt cược lớn vào chiến dịch Kursk, nhưng canh bạc của Kiev đã bất thành. Cuộc tấn công của quân đội Nga vào Donbass đang tăng tốc và chúng ta không thể nói rằng cuộc tấn công vào Kursk của Ukraine đã đạt được mục tiêu. Johann Michel, một chuyên gia quân sự người Pháp cho biết, tuy nhiên Ukraine dường như chưa phát huy được lợi thế của việc kiểm soát một phần Kursk và điều này có nguy cơ khiến Kiev rơi vào thế bất lợi. Nếu hai bên tổ chức đàm phán, việc Ukraine kiểm soát lãnh thổ Nga có thể giúp họ nâng cao vị thế, nhưng viễn cảnh này khó xảy ra khi hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Liệu chiến dịch này có thành công không? Về mặt quân sự thì không hẳn, những thành quả về mặt tinh thần chỉ là tạm thời và đang phai nhạt dần. Olivier Kem, chuyên gia tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược cho biết. Mặt khác, trong bài trả lời phỏng vấn, tướng Marchenko cho rằng cuộc chiến với Nga sẽ còn kéo dài. Ông thừa nhận Ukraine đang thiếu cả binh sĩ và vũ khí, nhưng việc quá phụ thuộc vào phương Tây không phải giải pháp mà Kiev phải nghĩ tới cách tự lực cánh sinh.